không nơi nào như Hebe, quyết đi theo phong cách nhóm nhạc đại sứ. The Seraphim nối gót BTS thành nhóm nhạc đại sứ tiếp theo của LV, dù chỉ mình Sakura tiếp xúc hãng. Fan bức xúc chỉ trích bất công, tuyên bố đây là đại sứ Sakura và bốn đính kèm. Cư dân mạng ngán ngẩm thất vọng, chê bai đại sứ không có tí khí chất nào của hãng. Như Jin Botsukana khi cùng làm đại sứ hãng quần jean. Nếu ban đầu tuyên danh phận này trước thì đã chẳng mang danh đại sứ điêu. Rõ ràng thời trang đánh giá cao bản sắc cá nhân, người nào hợp nhất thì hãng sẽ chọn người đó làm đại diện. Trong một nhóm nhạc mỗi người sẽ có một màu sắc và cả một tập thể cùng phù hợp với một nhãn hàng là điều rất khó. Nhưng có vẻ Hebe rất đề cao sự đoàn kết, tiến thì cùng tiến của các nhóm nhạc trong công ty, đến đại sứ thương hiệu mà ông lớn này cũng thích đi theo cụ, điêu cho cả nhóm mới chịu. The Seraphim chính là nhóm nhạc mới nhất trong Hebe vừa trở thành đại sứ thương hiệu của LV, còn có cả campaign quảng bá riêng rất hoành tráng. Nhưng khi thông tin vừa tung ra là nhận ngay loạt bình luận chẳng hay ho từ fandom của nhóm. Nguyên nhân là vì trong nhóm chỉ có một mình Sakura tiếp xúc với hãng, còn từ trước khi gia nhập The Seraphim cơ, thế mà giờ lại thành danh phận của cả nhóm. Fan của Sakura rất bất mãn vì cảm thấy thần tượng bị đối xử bất công, còn thẳng thừng gọi Sakura là đại sứ, bốn thành viên còn lại chỉ đính kèm. Chưa hết, bộ ảnh của The Seraphim chụp cho LV trong bài đăng tuyên đại sứ cũng nhận về rất nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Theo con mắt nhìn của Canet thì nhóm không hợp LV, không toát ra được chút khí chất và hình ảnh đặc trưng nào của hãng. Trong ảnh chỉ một vài thành viên là ổn, được khen nhiều nhất là Kazuha. Đặc biệt, Sakura không được khen câu nào, có người đã tò mò phải chăng cô nàng đang bị dìm. Dẫu sao thì bài tuyên đại sứ của The Seraphim toàn những lời chê hay bức xúc, hình ảnh cũng không có được mấy lời khen ngợi. Nhìn lại thì chuyện cả nhóm cùng làm đại sứ một thương hiệu đã trở thành phong cách riêng của Hebe bởi trước The Seraphim, công ty đã có vài nhóm khác cũng có được danh phận tương tự. BTS từng trở thành đại sứ của LV vào năm 2021 và cũng gây ra một cuộc hỗn chiến. Có luồng ý kiến cho rằng BTS quá đỉnh khi khiến cho một thương hiệu xa xỉ phải tuyên một lần cả 7 người. Còn một luồng khác thì cho rằng hãng phải đi một lượt 7 người để lấy cái thương hiệu BTS vì một trong 7 người chưa ai có thành tích ở mảng thời trang, chưa ai đủ để gánh gồng cái danh đại sứ. Và suốt khoảng thời gian nhóm làm đại sứ thì những hình ảnh các chàng trai mặc LV cũng luôn bị đem ra đánh giá, toàn những luồng ý kiến đối lập, tranh cãi nảy lửa. Hai nhóm còn lại của Hebe là TXT và New Jeans lại hên hơn BTS và The Seraphim một chút trên con đường làm đại sứ cả nhóm. TXT sau khi được giám đốc sáng tạo của Dior thiết kế cho một set trang phục để biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza, cũng đã trở thành nhóm nhạc đầu tiên là đại sứ của hãng. Nhìn vào hình ảnh TXT mặc trang phục của Dior là hợp mắt, sự trẻ trung và khí chất của năm chàng trai đồng đều nhau, trang phục lại không quá khó cân nên nói chung là cũng tạm ổn nha. Trong khi đó, New Jeans hoành tráng hơn khi mỗi thành viên đều có danh phận riêng và sau đó thì cả nhóm đều trở thành đại sứ toàn cầu cho Levi. Tuy nhiên, khác với những lần các thành viên lẻ được tuyên danh phận đều bị khịa là đại sứ điêu, thì với Levi lại được khen nha, cư dân mạng đánh giá danh phận này là vừa tầm nhất với 6 cô gái. Dễ hiểu vì Levi là thương hiệu đồ jean, đánh vào sự trẻ trung, tươi mới, đúng là thế mạnh của New Jeans rồi. Nếu ngay từ đầu công ty điêu và tung danh phận này trước thì có khi đã không bị khịa rát mặt.